sữa đậu nành Farmy, thêm đạm thực vật, thêm cân bằng cuộc sống. Có thể không có ích chứ thạch bích là không thể thiếu nha. Sáng giờ mệt quá phải khát nước uống thôi, một ngày mất uống mấy chai chứ. Ừ, chú Bình thôi, chú Bình thôi. Nước khoáng thạch bích uống rất là tốt, đẹp da nha, da đẹp không? Đẹp, mặt mọc nha. Ồ quá giỏi, một hớp mà thấy hơn gần nửa chai nước rồi, hay ghê chưa? Hai lít rưỡi tới ba lít nước một ngày. Bình thường má uống không phải như vậy, tại vì má rất là khát nước. Mình phải nhờ vả thôi mọi người ạ. Mình không có thể nào mà mình lười quá được, nên mình phải mời các bạn sinh viên ra tình à, chưa có đến gặp em nhá. Dạ. Đây con đi ra. Cho cô đi. Ekip ơi, ekip mình đâu ạ? Sữa chua uống với vô, năng lượng xanh lành, chọn hành trình Yuka. Vé vô. Thank you.
ngày. Đi tìm mix mix. Đi tìm mix mix. Tình cân bằng vui trình đang mix. Như cuộc sống mình luôn cần cân bằng đi cà phê. Đi tìm mix mix. Tình cân bằng vui trình đang mix. Để cân lại. We got về giờ. Bà đánh giá tôi gót về giờ chứ tôi không có gót bà. Về giờ. Làm sao để cân bằng bằng anh biết. Làm sao để cân bằng 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 cuộc sống này đây. Làm sao để cân bằng 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 sống này đây. Em lấy không bằng rồi anh ơi. Baby boo tôi ngân nga khổ nhà. Hát ca la ca la ca hát ca. Ôi trời đất ơi. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như gì. Tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Tụi mình tới rồi quân ơi. Tụi mình tới rồi quân ơi. Ủa sao không biết là gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.